Trước khi mà chúng ta sẽ đến với các cái phương pháp mà tạo ra traffic thì tôi sẽ dạy bạn cái cách mà chúng ta phải tìm được một cái sản phẩm trên Clickbank, một cái phiên bản copy của cái sản phẩm trên Clickbank. Đây đó là một cái kỹ thuật rất là quan trọng để mà trước khi bạn thúc đẩy những cái sản phẩm của bạn đến với người khác. Vậy làm thế nào để bạn có thể lấy được một cách miễn phí những cái bản sao của các sản phẩm trên Clickbank này? Đầu tiên thì bạn hãy sử dụng cái từ review. Ok, vậy thì bạn hãy lên Google và gõ tên sản phẩm cộng với từ review này thì bạn sẽ nhận được rất nhiều cái thông tin về sản phẩm ở trên Google. Đây là một cách rất là quan trọng mà bạn có thể áp dụng ngay. Cái phiên bản review này nó sẽ đánh giá toàn diện về cái sản phẩm mà bạn sẽ định thúc đẩy trong tương lai. Một cách nữa là bạn có thể yêu cầu vendor, đó là người tạo ra sản phẩm, họ sẽ gửi cho các bạn một cái bản sao về cái sản phẩm đó. Bạn hãy gửi cho họ một email và nói rằng bạn là một affiliate marketer và bạn đang muốn thúc đẩy sản phẩm của họ và bạn muốn họ cung cấp cho bạn một cái bản sao của sản phẩm để bạn có một cái đánh giá toàn diện hơn về cái sản phẩm mà bạn sẽ thúc đẩy cho họ, và họ nhất định họ sẽ gửi lại cho bạn một cái bản sao hoàn chỉnh. Bạn phải có một cái sự đánh giá toàn diện về sản phẩm trước khi bạn thúc đẩy cái sản phẩm đấy của bạn cho những người bạn của bạn, cho khách hàng của bạn. Bạn phải thực sự xem xét thật kỹ cái sản phẩm đấy nó có thực sự giúp ích được nhiều cho mọi người hay không, thực sự giúp ích được họ thoát ra khỏi những cái vấn đề, những cái khó khăn, những cái nỗi đau khổ của họ hay không. Những cái vendor thì họ thường có quan tâm đến việc là bạn có một cái danh sách khách hàng hay không. Đây là một cái điều rất là quan trọng. Nếu bạn sở hữu một cái danh sách khách hàng lớn ý, thì đồng nghĩa với việc thì bạn sẽ dễ dàng mà bán được cái sản phẩm của bạn hơn so với khi việc của bạn sẽ không có một cái danh sách khách hàng nào. Đúng không ạ? Đây chắc chắn như vậy rồi. Bạn có một cái Facebook group nào không? Bạn có một fanpage đủ mạnh, có lượng fan theo dõi có lớn hay không? Tất cả những điều này thì những cái vendor ấy, những cái người mà chủ sở hữu của sản phẩm họ rất quan tâm đến cái điều này. Tại vì khi mà họ muốn làm việc với bạn thì họ muốn làm đối tác và bạn làm đối tác của họ ấy. Hai người bắt tay nhau thì họ cũng phải quan tâm đến những cái điều như vậy. Và những cái người đủ điều kiện thì họ sẽ chấp nhận bạn vào làm affiliate marketing và họ sẽ cung cấp cho bạn những cái công cụ cần thiết để mà bạn thúc đẩy sản phẩm một cách dễ dàng hơn. Nếu mà trong trường hợp mà các vendor mà không gửi cho bạn những cái bản sao chép copy thì tốt nhất là bạn nên lựa chọn một sản phẩm khác với một vendor khác, họ sẽ hỗ trợ các bạn tốt hơn. Bởi vì nếu bạn không có một bản sao copy của một sản phẩm bạn định thúc đẩy thì bạn sẽ không thể nào mà đánh giá toàn diện về sản phẩm đó hay được hay không. Đó là điều rất là nguy hiểm.